Thưa quý vị, liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô hơn 20.000 tỷ đồng được Công an Quảng Nam phối hợp với Công an các đơn vị địa phương trên cả nước triệt xóa. Đến nay, qua hai giai đoạn điều tra chuyên án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 103 bị can. Mở rộng điều tra giai đoạn 2, ngày 2 tháng 2 năm 2024, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan khởi tố 47 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, vào tháng 7 năm 2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an các địa phương điều tra đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc. Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất hơn 2.300% một năm. Số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng. Điều tra giai đoạn 1, chuyên án đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, rửa tiền. Tiến hành điều tra giai đoạn 2 vào ngày 27 tháng 12 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Nam đã khởi tố 2 bị can liên quan, tổng cộng đến nay đã có 103 bị can bị khởi tố. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Quang Anh sinh năm 1977, trú tại huyện Cẩm Xuyên, làm giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực Quốc tế ANH về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty ANH có ngành nghề kinh doanh là tư vấn giới thiệu và môi giới lao động việc làm, nhưng Trần Quang Anh vẫn triển khai hoạt động tư vấn giới thiệu người đi xuất khẩu lao động, đi du học. Để người lao động tin tưởng nộp hồ sơ và nộp tiền, Trần Quang Anh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là công ty có chức năng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động, tư vấn du học với thời gian xuất cảnh nhanh, chi phí thấp. Vì tin tưởng nhiều người lao động, học sinh trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đến công ty ANH đăng ký đi xuất khẩu lao động, đi du học với số tiền phải đóng là 820 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Trần Quang Anh đã sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Những ai là bị hại trong vụ án nói trên, đề nghị liên hệ với thiếu tá Nguyễn Tiến Sĩ, điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh theo số điện thoại 0919182855. Thưa quý vị, chỉ còn mấy ngày nữa là đến dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Hiện các công ty vận tải đường sắt, các hãng xe đường dài đều mở bán vé tàu, vé xe từ sớm để hành khách có sự lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu mua vé tăng cao của người dân mà thời gian gần đây các đối tượng xấu đã thực hiện hành vi lừa đảo, hòng chiếm đoạt tài sản. Người dân cần phải nâng cao cảnh giác để tránh mắc lừa. Do bận rộn, không có thời gian tìm hiểu nên thấy trên mạng có người đang tìm bán vé tàu giá rẻ. Là chị Quỳnh Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, nhanh chóng liên hệ hỏi mua để về quê dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Nhưng chị không ngờ đây lại là một chiêu trò lừa đảo. Khi mà muốn về quê thì tôi có gọi cho các hãng xe, hãng tàu để mua vé về quê. Nhưng mà gần Tết này thì mua rất là khó, hầu hết là đã hết vé rồi. Thế nên là tôi lên cái hội nhóm mà chuyển nhượng ấy, xem ai có nhu cầu chuyển nhượng thì tôi mua lại. Và cũng mua được với một bạn, nhưng mà khi mà ra đến bến tàu ấy thì là check vé thì người ta bảo vé này đã có người dùng rồi, và liên lạc với cái bạn bán thì bạn đấy không liên lạc được nữa, chắc là chặn số thôi. Đã thành quy luật, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, tình trạng khan hiếm vé tàu xe là tình trạng chung và năm nào cũng lặp lại. Chính vì vậy, đã không ít kẻ xấu đã dụ ra nhiều cái bẫy để lừa tiền những hành khách có nhu cầu mua vé. Một trong những thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là làm giả vé tàu xe rồi vào các diễn đàn, hội nhóm trên mạng Internet để giao bán. Thậm chí, chúng còn giả làm nhân viên đại lý, nhận tiền mua vé của khách rồi sau đó cắt liên lạc. Thì đúng là hiện tại không chỉ riêng qua cái hình thức bán vé mà những tất cả những cái hoạt động khác thì cái việc giả mạo nó rất là nhiều. Đấy là những cái khi đã xảy ra những cái tình huống như vậy thì khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua những cái kênh chính thống để qua cái tổng số tổng đài, số hotline chăm sóc khách hàng. Hoặc là liên hệ trực tiếp với website để có được cái thông tin chính xác nhất và để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Với những người mua vé tàu qua mạng, thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh đại lý, tự tạo ra các website, trang mạng xã hội với thiết kế tương tự kênh của ngành đường sắt hoặc đại lý chính thức.
sau đó quảng cáo các mức giá rất hấp dẫn để thu hút khách hàng. Nếu khách hàng hỏi mua, các đối tượng sẽ đặt chỗ, gửi khách mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu chuyển tiền thanh toán. Sau khi nhận tiền, đối tượng không xuất vé và ngắt liên lạc. Do các website giả mạo có giao diện gần giống, nên nhiều người, đặc biệt là khách nước ngoài, đã hiểu nhầm website đó là của ngành đường sắt. Thì cái thông tin vé trước hết là về các chuyến đi, rồi thì các nhà xe mình phải tìm hiểu rất là kỹ. Thứ hai là sau khi mà mình tìm được những cái vé mà mình cho là mình có thể sử dụng được, thì mình lại phải kiểm tra hết sức là cẩn thận. Việc đấy thì thực ra là cái đấy là nó phải do cái tự nhận định của mỗi người thôi. Chứ còn nếu mà mình cẩu thả, mình cứ tìm được vé và mình bỏ qua tất cả những cái biện pháp mà an toàn cho bản thân khác thì mình rất dễ là bị lừa thôi. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh bây giờ cái mạng không gian mạng nó như này thì cái lừa của nó lại càng tinh vi. Nên đâm ra là cái việc phát hiện cũng không phải dễ. Nếu như một người mà không cẩn thận, không chủ động thì rất dễ bị mắc lừa. Cái việc mà chúng ta thực hiện cái việc mua bán các cái vé tàu, vé máy bay, vé ô tô thì cần phải được thực hiện thông qua cái chuyển tiền thông qua ngân hàng, để từ đó các cái tài khoản ấy nó cũng rõ ràng, công khai và đảm bảo cái yếu tố an toàn bảo mật trong cái quá trình mà thực thi mua bán các cái vé trong cái dịp và lễ hội, đặc biệt là cái dịp Tết Nguyên Đán này. Hiện tại ngành đường sắt và nhiều công ty vận tải hành khách đã khuyến cáo hành khách không nên mua vé tàu được giao bán trên mạng xã hội hay các đối tượng trung gian cò mồi chợ đen. Đồng thời, cần liên lạc với đường dây nóng của các hãng tàu xe nếu có dấu hiệu bất thường để tránh bị lừa đảo. Vừa qua, Tòa án Nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Văn Lào, sinh năm 1981, ngụ tại tỉnh Trà Vinh, về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an quận 4 đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Bến Vân Đồn, Khánh Hội, phát hiện Lào điều khiển xe mô tô biển số 79N23468, phía sau chở Vũ Sĩ Tiến có nghi vấn sử dụng rượu bia nên dừng xe kiểm tra. Kết quả đo nồng độ cồn đối với Lào là 0,97mg trên lít, vi phạm quy định về nồng độ cồn nên tổ công tác đưa xe đến khu vực kế bên tiến hành lập biên bản. Tuy nhiên, Lào không ký vào biên bản mà còn hung hăng la lối, lớn tiếng cự cãi, nhục mạ các đồng chí trong tổ công tác. Khi tổ công tác giải thích hành vi vi phạm, Lào lao vào nắm cổ áo, dùng tay đánh vào mặt một đồng chí trong tổ công tác, khiến đồng chí này bị trầy xước ở vùng trán, vùng mũi, bị rơi bản tên, rơi máy ghi hình đang đeo. Tổ công tác buộc phải khống chế Lào đưa về trụ sở công an phường 2, quận 4, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Tại phiên tòa, Lào thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, nhận thức rõ sai phạm đã gây ra. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Văn Lào mức án 1 năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Đã có hành vi sai trái mà còn hành xử mất kiểm soát, khiến cho tội càng thêm tội. Mong rằng bản án thích đáng này sẽ là hồi chuông cảnh báo răn đe cho những người có ý thức xem thường pháp luật. Trong những ngày Tết, thay vì chọn các hoạt động vui chơi lành mạnh, thì một số người lại chọn đánh bạc làm hình thức giải trí. Với quan điểm chơi ít, chơi trong gia đình sẽ không sao. Tuy nhiên đây lại là hành vi vi phạm pháp luật. Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ cụ thể về vấn đề này. Thì theo một số người dân có cái suy nghĩ là trong cái dịp Tết cổ truyền thì việc gia đình, người thân tụ tập tham gia đánh bài, ăn tiền để gọi là vui thì đây là cái suy nghĩ hết sức là sai. Vì theo quy định của pháp luật hiện hành thì mặc dù trong gia đình người thân tụ tập để tham gia đánh bài, tuy nhiên đây cũng là một cái hành vi vi phạm pháp luật. Thì mức xử phạt của pháp luật đối với các hành vi này có thể mình chia ra hai nhóm. Một là bị xử lý vi phạm hành chính, hai là bị xử lý hình sự. Xử lý hành chính thì đối với những hành vi là đánh bạc, ăn thua bằng tiền với mức là dưới 5 triệu đồng. Còn đối với những hành vi đánh bạc trên 5 triệu đồng thì sẽ bị xử lý hình sự, hoặc những người tham gia đánh bạc đã bị xử lý hành chính, đã có án tích về hành vi đánh bạc nhưng mà chưa bị xóa án tích các hành vi đánh bạc là một cái tệ nạn xã hội có cái hệ lụy rất là lớn, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Thì cũng khuyến cáo người dân đối với những ngày Tết thì nên tập trung vào chăm lo cho gia đình, vui chơi một cách là bình yên và an lành.